Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony. Sáng thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022, chúc quý vị một ngày thứ bảy an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Gây cấn quá, máy bay chở tướng Mỹ, một cái tướng cấp cao trong quân đội Mỹ đã đâm vào chim, vì sao, tại sao và cái kết nó như thế nào, chút xíu nữa mình sẽ đi sâu vào chi tiết. Nội dung thứ hai, sau khi chú Buri không đạt được những cái gì mà chú đề ra, bây giờ chú liều mạng dở thói côn đồ, quý vị ơi, chú đã không còn xem sinh mạng người dân ra gì nữa rồi. Nội dung thứ ba nó liên quan tới một cái nơi mà nhiều người dự sinh sống nhất ở hải ngoại, đó là quận Cam, tiểu bang California. Báo động đỏ mùa lễ dịp Tết đang xảy ra rầm rộ trộm cắp ở quận Cam. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết gia chứng bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới một cái tướng cấp cao trong cái hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Sự việc nó như thế này nè quý vị. Thì vào ngày hôm qua, không quân Mỹ cho biết là một chiếc máy bay C-37. May mắn quá, cái chiếc máy bay này nó có hai cái động cơ. Cho nên khi mà nó đâm vào chim, một cái động cơ nó nảy lửa, nó cháy. Nhưng còn một cái động cơ còn lại nó vẫn hoạt động. Cho nên máy bay đã hạ cánh an toàn và không ai bị thương hết. Thường thường đa số mà những cái sự việc mà máy bay đâm vào chim này đó là nó gây ra những cái hậu quả rất là ghê gớm. Người đâm vào chim có thể không sao, người đâm chim không sao, nhưng mà máy bay đâm chim là có sao đó quý vị nha. Thì vào ngày hôm qua, theo như tờ báo New York Post đưa tin, từ cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ, gọi tắt là FAA, cho biết là cái sự việc nó xảy ra vào ngày hôm qua. Một máy bay quân sự C-37 chở theo tướng Daniel Hawkinson. Ông này là lãnh đạo cục vệ binh quốc gia, gọi tắt là NGB, và là một thành viên của hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Sau khi máy bay C-37 nó cất cánh từ cái sân bay quốc tế Midway ở thành phố Chicago, vừa cất cánh lên tới ở trên đó đó, thì nó đâm vào một đàn chim, khiến cho động cơ bên trái nó tóe lửa và nó cháy rầm rộ. May mắn quá, cái động cơ bên phải nó vẫn còn hoạt động, cho nên phi công đã quyết định quay lại và hạ cánh an toàn xuống sân bay Midway, cái nơi mà nó xuất xứ, và may mắn quá không có ai bị thương. Thì theo như không quân Mỹ cho biết, máy bay C-37 là chuyên để chở những tướng cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ, cho nên nó có hai cái động cơ. Cũng may mắn quá, sự việc nó không dẫn đến ai bị thương hết. Thì đây cũng là một cái thông tin mà cho chúng ta thấy là không những chỉ có ở dưới mới có accident đâu, mà ở trên kia cũng có accident quý vị nha. Thường thường á, ở dưới này chúng ta cũng thường hay thấy là xe đụng nhau, người ủ nhau tối bộ, nhưng mà trên kia cũng có accident quý vị ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine. Gây cấn quá quý vị ơi, bây giờ mình không biết là chú Buri chú muốn gì nữa đây. Trong suốt 9 tháng vừa qua, hôm nay đã bước chân vào cái tháng thứ 9 cho cái cuộc chiến tại Ukraine, thì chú chưa có đạt được một cái mục đích gì hết. Tất cả những gì mà chú đề xuất ra nó chưa có được lọt vào tai chú, cho nên chú đang điên tiết lên. Đổi ngược lại thì chú bị thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề cả kinh tế lẫn chính trị, cả bên ngoài và cả bên trong nước Nga. Rồi thì vào ngày hôm qua, theo như Bộ Quốc phòng của chú cho biết, là trong thời gian 24 tiếng đồng hồ vừa qua, các cuộc tấn công tên lửa rầm rộ vào các cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước Ukraine đã làm cho hàng triệu người dân Ukraine phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước và thiếu máy sưởi ấm. Và hiện tại bây giờ thì sao? Ở bên đó đang chuẩn bị vào mùa đông, cho nên thời tiết nó rất là lạnh. Bây giờ chú chơi cái chiêu là như thế này.
Bây giờ Chúa quánh không được quân đội Ukraine, Chúa chuyển sang Chúa nhắm mục tiêu vào người dân Ukraine. Cho nên Chúa tàn phá như vậy, tức là Chúa đang dỡ cái thói xã hội đen côn đồ. Chúa làm cho những người dân Ukraine phải màn trời chiếu đất và lạnh lẽo tại vì thiếu điện, thiếu nước. Còn bên ngoài thì thời tiết nó đang lạnh lẽo. Cho nên vào ngày hôm qua, theo như hãng Reuters cho biết là các cuộc tấn công tên lửa liên tiếp nhằm vào cơ sở hạ tầng khắp đất nước Ukraine trong những cái ngày vừa qua đã buộc cho hàng triệu người dân Ukraine phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước và thiếu máy sưởi. Và bây giờ thì sao? Bên ngoài thì nhiệt độ nó đang đóng băng. Cho nên bây giờ Chúa ra một cái điều kiện như thế này. Ukraine ơi, bây giờ vua phải đàm phán với tôi. Còn nếu không thì sao? Người dân của vua sẽ không bao giờ mà kết thúc cái sự đau khổ đâu. Tức là Chúa lấy người dân Ukraine ra, Chúa làm cái mục tiêu, mục đích để mà coi như áp lực lên trên quân đội và tổng thống Zelensky. Chúa nói bây giờ nếu mà tổng thống Zelensky mà không chịu đàm phán thì Chúa sẽ tiếp tục tàn phá, phá hoại cái kiểu này, làm cho người dân người ta sẽ khổ sở như thế này dài. Còn bây giờ nếu muốn người dân không khổ sở thì ngồi xuống đàm phán với tôi, và đặc biệt một điều là chỉ nghe những gì tôi đưa ra và du ký tên thôi. Đàm phán một chiều đó, mình gọi là đàm phán một chiều đó quý vị nha. Chứ du không được có ý kiến và du không được đưa ra những gì mà du muốn. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua, tổng thống Zelensky cũng muốn đàm phán với chú Buri. Và tổng thống Zelensky cũng đã nêu ra những cái điều kiện. Nhưng chú Buri cho nên no, du không được nêu điều kiện, chỉ có tôi mới được nêu điều kiện. Có đàm phán hay không, ngồi xuống đi. Dĩ nhiên là tổng thống Zelensky đâu có chịu. Nếu mà chịu như vậy thì 9 tháng trước ông ta đã đàm phán rồi, chứ đâu có đợi tới 9 tháng sau, sau khi đất nước nó bị tàn phá, đúng không quý vị? Cho nên bây giờ chú Buri, chú đang dở cái thói côn đồ. Một là du sẽ bị tàn phá, phá hoại, còn hai là du phải đàm phán, nôm na là như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp vào cái nội dung thứ ba. Nó liên quan tới một cái nơi mà nhiều người Việt sinh sống nhất ở hải ngoại, đó là quận Cam, California. Và hy vọng cái thông tin này bà con cô chú bác ở bên đó phải cẩn thận củi lửa. Tại vì sao? Cuối năm có rất là nhiều lễ lộc. Mới vừa lễ tạ ơn xong, bây giờ tới sắp sửa tới lễ Noel và lễ New Year. Rồi quý vị nghe kỹ nha, vào ngày hôm qua, theo như cảnh sát của Orange County, tiểu bang California cho biết là như thế này. Theo đài ABC7, ông đại quý Christopher, ông này là làm việc cho sở cảnh sát Orange County, ông ta cảnh báo báo động người dân ở quận Cam là trong thời gian vừa qua cho đến thời gian tới, ông ta đã bắt hơn 50 vụ trộm cắp khắp nơi ở quận Cam. Và ông ta cảnh báo là nó sẽ còn xảy ra dài nữa, tại vì lễ lộc sắp tới, những cái tên mà trộm cắp này nó sẽ hoành hành ghê gớm lắm. Cho nên ông ta cảnh báo người dân là nên cẩn thận củi và lửa, cả lúc mà đi ra đường hoặc là cả ở trong nhà. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua dưới cái chính quyền của chú Bảy thì ông thống đốc Newsom đã thả ra rất là nhiều tù tội. Và cái tệ nạn xã hội ở tiểu bang California bây giờ thì nó đang đứng đầu trong 50 tiểu bang. Và bây giờ thì sắp sửa tới Tết, và nó canh me cái nơi nào mà có nhiều người Việt Nam, nó sẽ trộm cắp, cướp giật. Cho nên bà con cô chú bác ở bên đó phải cẩn thận, đặc biệt là những mùa lễ cuối năm như thế này. Cho nên ông đại quý này, ông nói là bây giờ những kẻ trộm nó đang nhắm vào các mục tiêu ở nhiều cửa hàng và nhà cửa, và nôm na là những người mà coi như là lớn tuổi này nọ kia đi ra đường á. Thành ra bà con khi đi ra đường phải cẩn thận củi và lửa nhé. Rồi sau vài phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ bảy, Tony cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ cũng như là tình hình chiến sự. Tony cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau xem. Và đừng quên để làm một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó thì Tony xin thông báo, Tony có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston, chia sẻ về cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, công ăn việc làm, cách làm ra tiền, cách đầu tư, vân vân và vân vân. Xem cho vui, xem để biết, xem để giải trí. Và nếu thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký của channel thứ hai để tôi có động lực và tinh thần làm ra nhiều cái video mới nữa, chia sẻ với
bà con cô chú bác nhé. Have a good day. Thank you.